dối nhau, mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở, anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn. Giờ tìm ở đâu ánh mắt xanh thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô chơi. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Kenwood SH3MD. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Đĩa MD là đĩa của Nhật có tuổi thọ rất bền. Bên em có bán và chép MD theo cầu. Đĩa MD mình có thể chép nhạc soft, nhạc thoải mái nha. Các nào muốn mua MD và chép theo ý thích thì liên hệ tên ca sĩ hoặc thể loại nhạc mà các anh muốn chép vào đĩa để em chép cho các anh. Dàn này full chức năng, phía sau dàn hỗ trợ ngõ súp để mình kết nối súp điện rời, ngõ ao ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Bên em có bán dây kết nối điện thoại hai đầu Avera 3.5 zin của Nhật. Các nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em. Trên dàn này mình có thể chỉnh được chế độ loud net để nghe nhạc vang. Nếu mình cần bass sâu mạnh, nghe nhạc đen hay DJ gì đó thì mình chọn chế độ ít bass để tăng cái độ bass của cái dàn này lên nữa. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 45cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nha. Nên các nào có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Các anh vui lòng kết bạn Zalo hoặc gọi đến số điện thoại 0931008099 để bên em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết của bộ dàn và chốt hàng ship hàng cho mình. Lưới lo này mình tháo được và nó dơ nha. Lo thì nhâm nhâm dẹ vài nơi. Giá bán thì giảm giá, chỉ còn vài trăm ngàn. Giá bán của dàn này là 800 ngàn, quá rẻ để mình sử dụng một bộ dàn full chức năng và tuyệt vời như vậy. Độ bền rất cao, chất lượng hay mà chỉ có 800 ngàn thì em nghĩ các anh không mua thì rất là hối tiếc. Bây giờ mình test qua CD. Em test đĩa CD cho các anh tham khảo. Mình nghe bài số 2 nha. Đây là loa mặt sau. Công suất của loa là 60W trên cặp loa, tức là 30W một thùng. Công suất của ampli là 55W. Ngõ ao ý kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Ngõ súp để kết nối súp tiểu rời, tăng nhị âm trầm. Đây là tổng thể mặt sau của dàn. Cái nào mua hàng thì liên hệ em. Làm sao chung đường chung bước, xin em đừng nhắc tên tôi làm gì. Đời như không biết hay tìm cuộc.